tại đồng bằng sông Cửu Long, giá một số loại cây ăn trái, trong đó có thanh long đang ở mức cao. Thời điểm này cũng bắt đầu vào mùa mưa, nhà vườn sẽ cần phải lưu ý điều gì để vườn cây phục hồi tốt cho khai thác hiệu quả? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 4 tháng 6 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ.